Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của vợ chồng em. Hôm nay trời âm u quá mọi người ạ. Nên là vợ chồng biết đi làm gì chắc là đi xem ruộng, nhổ cỏ ruộng thôi. Xin chào tất cả anh em nhá. Ơi, lại là măng chua anh em ạ, à, nước thần thánh. Đấy, mình phải luôn cô như thế này để cho nước nó đỏ chót, ăn nó chua. Đấy, vẫn cứ cấn cá nó ra hết thế này. Đây, nước thần thánh anh em ạ. À. Ý, sướng chưa? Đỏ chót chưa? Luôn từ hôm qua rồi hôm nay này làm cho nó nốt, cho nó xong đi. Nước thần thánh chẩm chéo. Hạt dồi, hạt mắc khén. Dao mèo, anh em nào cần thì cứ alo cho anh để cho anh gửi cho. Đấy, ok luôn. Này, đến mùa rồi anh em, đến mùa ăn cỏi cá này, nộm này, các loại luôn. Nước thần thánh này. Đây anh em ạ, à, hôm nay thì làm một ít da lợn đây này. Đấy, lợn ngon luôn, lợn bản này. Trước kia mình để một ít gà tai này, vợ vừa đi mua ở chợ về. Đấy, làm một ít nộm mà hoa chuối với cả nước thần thánh tí. Đâu rồi không ăn món này. Đây này, nộm cái này, nộm cho nước thần thánh với cả hoa chuối thì quá là ok luôn. Như cái này luộc lên thì là thái hoa chuối ra, lạc vào gia vị, các loại rau mùi tàu vào là nộp, cho nước thần thánh vào là quá là ok luôn. Món này đặc sản đấy, ngon đấy, cắt cơn cùng thì uống bia thì càng đấy. Anh suốt ngày đang đi làm không được ở nhà như kiểu vợ chồng mình. Làm việc nhà nước vất vả nhỉ, không phải việc như vợ chồng mình thích làm không thích làm thì thôi. Rồi, ok. Mình sẽ đuộc để mình vợ chồng mình đi xem ruộng nhỉ. Đi làm cỏ ruộng với cả cắt cỏ, cỏ cá đó. Cho cá ăn. Rồi là vì là làm bữa trưa ăn. Đấy, cái này mình thái mỏng ra. Rồi là thái hoa chuối lên, cho lạc vào một tí, ra các loại gia vị, cho nước thần thánh vào là ok. Rồi, được rồi vợ ạ. Quá là chuẩn luôn. Đấy, đỏ chót xíu chưa? Ok chưa? Này chắc là chua lắm ý, cái này kiểu mình đun cô nhiều quá mà. Đây, vợ chồng mình nấu để nó như nhà vợ nhỉ. Lúc nào mình đi ruộng về chắc là nó cũng sẽ chín rồi. Đấy, rồi chuẩn bị đi ruộng thôi. Cá chấm này, cá rô phi này, ăn hết này. Trước kia mình vợ chồng mình mang về xào mớ lợn bản ăn ngon nhỉ, bóc mới. Nhưng mà bây giờ muốn ăn nhưng sợ phun nhỉ. Không, mình mai kia mình lên đến chỗ đường mình. Ăn này.
Rất là cỏ này, này cắt cho con bò ăn phút mốt đúng không? Cỏ nó lên nhanh thế này vợ này. Đi nhổ hai lần, lần này là lần ba rồi mà vẫn lên nhỉ. Nương ruộng này chẳng lên gì đúng không? Cỏ nó lên nhanh. Này là thế nào? Toàn có vắng hết đây này, đúng không? Tiếng phổ thông mình, tiếng Thái mình là có vắng thế thôi. Giống như cây thóc, cây gạo ấy, nhưng mà không phải. Này, cái đó nhánh nó nhỏ hơn. Tưởng là hết rồi, đi lại lại vẫn có đây này. Cái này trước kia nó có hạt nhiều mà. Đây cũng chừa hạt rồi. Đây cuối cùng cũng xong rồi mọi người ạ. Anh đã lấy cỏ về là cho cá ăn. Rồi lá xong anh em ạ, về nhà làm cơm ăn thôi. Chín rồi anh em ạ. Đấy, mải đi ruộng về không thì nhừ hết đấy cái đấy. Ai da, đấy nộm hoa chuối ăn thì quá là ok luôn. Nộm hoa chuối ăn ngon lắm.
thái hoa chuối thì nhớ cá nhảy ra nhỉ, thèm cá nhảy ra. Là một vụ cá chép, cá giếc, Sophie ăn sướng. Hôm nào nắng lên chơi. Đấy, mình cho vào các loại dâm mùi luôn. Làm easy kit như kiểu làm mình gọi gọi cá thế thôi mà. Đấy, giạc rang lạc lên, cho lạc vào một tí là ok thế thôi. Đi gia vị. Ớt tỏi. Đấy, thái cái này ra. Nhưng mà kiểu buổi sáng kiểu mình vợ chồng mình đi ấy kiểu mình nấu hơi nhừ. Đấy. Nhừ ăn nó ngon đúng không? Tai. Nộm mắn như này thì cho nước thần thánh rồi thì ra lợn nộm mà hoa chuối thì quá là ok rồi. Đây, ok rồi đấy. Nộm lên tí là cho rang lạc lên đi. Rang lạc lên rồi cho muối mì, nước măng chua thần thánh vào là ok luôn đó. Giống như kiểu là mình làm gỏi ăn thôi cái này. Thịt mình hơi nấu hơi nhừ, kiểu mình đi ruộng ấy, mình cho cả buổi sáng mà ninh sợ kiểu nó sợ nó con già ấy, hóa ra là gặp con tơ. Đây anh em ạ, nước thần thánh này này. Quá là ok luôn. Đấy. Sợ nó chua thì mình cho vào ít thôi vợ này. Tầm này thôi. Sợ nó chua ác ấy cái này. Đấy, cho muối mì. Đây, cho ít lạc vào đây này. Easy kit làm như kiểu gỏi cá luôn, nhưng mà mình kiểu cho vì con lợn vào. Này cho vì con trâu con bò thì quá là ok luôn. Cho vì con lợn này, tai mũi họng này vào thì quá ok luôn. Ôi trời ơi, nhìn lợn chưa.
Cái này thì mà ghém bia bọt lên thì ok, bia mình hết à? Hôm qua anh Đức xuống uống hết à? Hết sạch rồi. Gặp mà anh Đức gì? Cái gì chẳng hết. Bia rượu làm lỏ luôn, sợ thật. Rồi, quá là tuyệt vời luôn. Rồi, mời tất cả anh em nhá, thử muối mì đó anh em ạ. Ôi dồi ôi, món này thì ơi, mời tất cả anh em. Quá ok thôi. Ăn cơm ăn thôi. Thôi mời tất cả anh em ăn cơm cùng vợ chồng mình nhá. Cơm mà đi ruộng anh em ạ. Đây ba chẩm chéo. Ơi món nộm mà nước thần thánh của mình đây. Quá là ok chưa anh em? Rồi mời tất cả anh em đến. Quá là tuyệt vời luôn đây này. Hả, phở ngoài đó. Chua chuẩn ác nước thần thánh mình ý. Rồi đây này ngon lắm. Quá là tuyệt vời luôn đây này. Miếng to là sướng. Nhìn vào nó chưa cay nhưng mà cay ác. Game lá phát bán ăn anh em này. Ai, ok chưa? Ai, măng. Lên mùa măng này ăn măng thôi. Ui, đã phát ban xuống chưa? Quá là tuyệt vời luôn. Ai, ba chấm chéo. Chấm các loại chấm luôn anh em ạ. Đấy. Đấy, em ra mùi. Ok chưa? Này, cho nước vào nên ngập ngập nên ăn nó sướng này. Đấy. Đấy, ok chưa? Quá tuyệt vời, làm món này ngon lắm. Mình luộc thì nó như ăn nó ngon hơn. Không nó kiểu nó không dai. Quá là tuyệt vời luôn. Ai ơi.
Ngon. Và ăn đi bà ơi, quá ngon. Tuyệt vời luôn. Mặn nữa, thôi bà ơi, bà ơi, ăn đi. Tất cả mọi người ăn cơm với chồng em nhá. Ăn gì giòn lắm. Em nhỏ cỏ vào. Quá tuyệt vời luôn. Đây mà tất cả mọi người. Khoai chua hơi ít nè. Toàn nhân đây này. Đấy. Này. Quá là tuyệt vời luôn, ăn sữa ác. Đem rau cỏ, ớt tỏi đây. Ăn măng xuống. Mình là sở trường măng. Sau à. Làm món này đâu đâu làm ngon nhỉ. Hôm nào mình làm như này kiểu mình lấy ra lá phát ban ấy, nộm ấy với cả lá sung ấy, trộn vào nộm. Cho ướp lạc lạc như vậy đó. Gia vị. Nhưng mà không ngon, không thể ngon như kiểu hoa chuối được nhỉ. Không ngon được như này nhỉ. Có hoa chuối. Nộm với cái mỡ vẫn ngon à. Ừ. Nhưng mà không qua được làm nước thần thánh. Cho nước thần thánh vào thì cảm giác ăn nó khác hẳn luôn. Thần chéo quá ngon. Xúc ăn như này là nhiều ăn sướng. Rán con xôi anh ngon. Nó tươi vào nữa. Mình cảm giác nó non non nhưng mà cay ác không? Vậy này. Cho vào cái này khai luôn. Ăn đi. Bữa đây này. Này, còn nhiều lắm, ăn đi. Cầm lá nhanh nhưng mà phải ghém lá này nữa. Ừ đấy, ghém lá phát ban vào ăn tốt mà. Nó mớ nhưng mà kiểu nó mớ ấy thôi, da mà làm gì có nó mớ, toàn thịt không á. Cái này là thịt ba chỉ nhỉ? Hoặc cho lưỡi đó bạn. Ừ. À, úi giời, no anh em ạ. Trình Trình vừa chồng đi xem ruộng, ruộng, cỏ cá. Là ok, anh em mà làm một vứa ngon. Đi làm về ăn cơm, quá được ăn cơm khỏe. Ở nhà không được ăn cơm được, cơm được ăn ít. Một hai nắm no. Nhưng mà vì ruộng về đây này. Đấy, một ép cũng phải đi nửa luôn. Ăn khỏe. Mình mong xuống. Đã phát ban nhỉ.
đúng mùa của nó nhỉ. Đây này, trông chưa, ăn quanh năm, già ăn già, non già ăn non, quá là tuyệt vời luôn. Đấy, nước cần thần thánh xuống. Vợ chồng mình ăn rất là được nhiều đây này, còn là nửa nữa. Thôi, chương trình và video của vợ chồng mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Chào tất cả anh em nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Quá ngợi luôn anh em ạ. Anh em nào cần chẩm chéo nước thần thánh thì alo cho anh để cho anh gửi cho. Ngon ngợi luôn anh em ạ.